Này, tao hỏi thật nhá. Tại sao mày lại chết? Sao tao chết á? Mày để tay tao không? À không, toàn thân tao. Vâng. Lạnh cóng. Mới đầu tay và chân tao lạnh lắm, đau buốt, tê rát. Xong rồi dần dần cũng nguôi đi, nhẹ nhàng, êm ái. Thế con mày, sao mày chết? Ôi ôi, tao nhục lắm mày ạ. Làm sao? Sao mà nhục? Mày phải nói rõ ra thì tao biết đường, thông cảm cho mày chứ. Vợ tao ngoại tình. Ngoại tình? Ngoại tình? Ngoại tình? Nhưng mà ngoại tình liên quan đến việc mày chui rừng thế này. Rồi ôi, tao nghĩ nó ngoại tình lâu rồi. Đây tao đi làm về sớm, tao thấy nó nằm chân chuồng ở chân giường ấy. Chân chuồng? Làm sao đấy? À không. Đấy, đi xong là chạy lên trên tầng lầu. Tao tìm thằng bố nó. Đấy. Xong bắt đầu tao lại chạy xuống tầng hầm. Mày tao lao như chó hoang mèo dại ấy. Ôi xong rồi cuối cùng thì tao nó đâu cả. Xong rồi mẹ tao chạy vào trong nhà bếp. Nhà bếp thì hụt hơi oang luôn. Oang luôn. Chết luôn à? Heo luôn. Tiếc nhỉ. Hiểu sao? Lúc đấy ấy, mày mà tìm trong tủ lạnh có khi hai anh em không xuống đây đâu. Hả? Chat nhá. Em chờ câu này lâu lắm rồi. Đi thôi.